người comment rõ ràng ra cho Nhi. Nhi sẽ tư vấn hết lòng và chính xác cái mùi hương như mấy chị thích luôn nha mấy chị yêu. Rồi lên sóng ra thì sôi lùng luôn để chốt đơn tại like cho mấy chị nha. Rồi ok. Rồi bây giờ Nhi khui siêu luôn. Đây Nhi đang khui siêu cái chai Natisolum. Đó. Na lùng này là một cái mùi hương như thế nào? Na lùng này á là một trong những cái chai mà bán chạy nhất nhà Natisol. Mà cái thương hiệu Natisol thực sự là nó quá nổi tiếng. Nếu như mà những cái bạn nào mà yêu nước hoa, đam mê nước hoa hay là sưu tầm nước hoa thì không có ai mà không biết tới cái thương hiệu Natisol hết đó mấy chị. Nó rất là nổi tiếng luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi bây giờ nếu như bạn nào đang cần tìm một cái mùi phấn, mùi phấn nha, Nhi đang rất là nhấn mạnh cái từ mùi phấn. Nếu như bây giờ, tại vì cái đặc trưng của cái chai Natisolum này nó là mùi phấn đó. Rồi bây giờ chị nào đang yêu một cái mùi hương là mùi phấn nè, nếu mà bạn nào đang cần tìm một cái mùi phấn em bé nè mà nồng nàn nè, đậm đà nè, độ tỏa hương bay xa kinh khủng luôn và thơm dai vô cùng luôn, mắc in phăng, được sản xuất tại Pháp, thì mọi người lấy Natisolum cho Nhi nha. Rồi 12ml của Natisolum là 390.000. Bữa nay Nhi sẽ mở chiếc tại live luôn, bắt đầu mở chiếc cho mọi người luôn. Rồi 12ml của Natisolum là 390 nè, gốc 30ml là 970 nè, và nguyên siêu á 90ml giá như cũ là 2.1 triệu không đổi nha mấy chị yêu. Rồi gốc là như thế nào? Có nghĩa là chai này 90ml đúng không? Nhi sẽ rút ra 60ml, Nhi chùi lại 30ml và Nhi sẽ đẩy gốc cho mấy chị. Mấy chị sẽ có chai đẹp, hộp đẹp, full box đầy đủ luôn. Đó là 970.000. Bây giờ chị nào lấy gốc mấy chị phải báo liền cho Nhi nha. Đó. Rồi, bây giờ chị nào lấy gốc Natisolum mấy chị phải báo liền cho Nhi là 30ml na lùng, số điện thoại và inbox thì chỉ cho Nhi. Còn bây giờ chị nào lấy 12ml thì mấy chị báo Nhi liền. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình chốt nha mấy chị nha. Nhi nhấn mạnh lại nè. Bây giờ chị nào đang tìm một cái mùi phấn á nha mấy chị. Không phải mùi ngọt nha, nó không phải là mùi ngọt nha, mà nó là một cái mùi phấn rất là nồng nàn, rất là quyến rũ. Cái độ tỏa hương nó bay xa kinh khủng và nó thuộc tông rất đậm đà. Những chị nào phải yêu những cái mùi đậm nè, mà ra một cái mùi phấn mà tự nhiên phấn em bé luôn, mà thật sự là mình càng ngửi mình càng thích, rất là thích luôn, thì mấy chị lấy na lùng liền cho Nhi. Mà na thì sô lùng này là mẹ chồng Nhi á, rất là mê mùi na lùng. Mẹ chồng Nhi là mấy năm nay là lòng mẹ chỉ xài Natisolum thôi con, mà mẹ chồng Nhi rất là sành điệu nha. Mà một na lùng, hai na lùng, rất là mê luôn. Thật sự là cái chai Natisolum này là Nhi bán ra là nó làm nên tên tuổi của Nhi kinh khủng luôn á mấy chị nha. Rồi bây giờ mấy chị chốt với Nhi là 12ml na lùng nè. Rồi bây giờ mấy chị chốt nè, 12ml na lùng nè, số điện thoại và inbox địa chỉ cho Nhi. Đó, chị nào thích mùi phấn mà quyến rũ nè, nồng nàn, đậm đà, độ tỏa hương bay rất là xa, mình đi phớt qua, thậm chí là những người xung quanh hay là ai, giống như nó cũng thuộc những cái tông đậm giống như tông pho, lăng cơm, opium. Nhưng mà những cái chai đó nó gồm những cái hương chủ đạo khác nhau. Thí dụ như á, Natisolum này nó cũng thuộc là cái tông đậm đà, nồng nàn, nhưng mà cái hương chủ đạo của nó lại là một cái mùi phấn. Mùi phấn em bé mấy chị, mùi phấn nồng nàn mà quyến rũ mà thật sự là rất là thơm luôn. Rồi Nhi hello chị Dương Thị Ngọc Lan nè, em hello chị Thùy Dung Nguyễn nè, hello tất cả mọi người đang xem livestream của Nhi luôn. Rồi bây giờ chị nào đang xem livestream của Nhi, mọi người comment hoặc là mọi người chấm Nhi 3 chấm để Nhi thấy mọi người nha. Nha mấy chị yêu. Rồi bây giờ chị nào, Nhi ơi có hiệu nước hoa la cốt không Nhi? Nước hình như nước hoa cá sấu đúng không Hồng Nhi? Hồng Nhi ơi, inbox cho Nhi, in gửi cho Nhi cái hình đi bạn, gửi cho Nhi cái hình với báo giá nha. So sánh với na đỏ đi Nhi. Na đỏ nó cũng là một cái mùi phấn. Na đỏ là một cái phiên bản mới của nhà Natisol, nhưng mà na đỏ nó ít mùi phấn hơn và nó thêm vô đó là một cái mùi hoa hồng. Cái hương chủ đạo của Natisol đỏ nó là cái mùi phấn nhẹ nha. Mùi phấn rất là nhẹ, nhẹ không nồng giống như na lùng. Mùi na đỏ là mùi phấn nhẹ nè, kết hợp với lại hoa hồng nè. Đó, và nó xạ hương, lớp hương cuối là xạ hương. Còn khi mà mình xịt Natisolum lên thì mình nghe một cái mùi phấn nồng nàn luôn. Nói chung nó rất là đậm đà, rất là nồng nàn, thật chữ nó sặc sụa mùi phấn em bé luôn á mấy chị. Rất là thơm luôn nha. Rồi 12ml của Natisolum là 390.000. 390.000 12ml. Đó chị nào, Thùy Dung Nguyễn. Đúng rồi bạn chị và bạn Thảo Nguyễn là mua gốc rồi á chị Thùy Dung Nguyễn ơi. Đó rồi bây giờ bạn nào lấy 12ml. Với lại là mình Nhi khi mà hình như là những cái chị đang xem livestream này đã mua hết rồi hay sao á, tại vì mấy chị đặt ở trong inbox Nhi rất là nhiều. Cái này là Nhi lên like cho có luôn á mấy chị, thật sự luôn á, là mấy chị mua rất là nhiều luôn á. Rồi nhiều chai gốc hả Candy Huỳnh ơi, nguyên siêu của nó 90ml nè, nguyên siêu của nó 90ml là 2.1 triệu nha bạn, 2.1 triệu nguyên siêu. Còn gốc 30ml có nghĩa là chai này 90ml, Nhi sẽ rút ra 60ml, Nhi chùa lại 30ml và Nhi đẩy gốc cho các bạn. Các bạn sẽ có chai đẹp, hộp đẹp, full box đầy đủ luôn. Đó. Rồi.
cái gì ta, nước hoa của bà xịt vô phòng đã luôn. Tôi nghe bà nói hay nên em kêu em gái qua nhà bà mua vậy. Mà bà cho em tôi nước hoa gì mà xịt vô phòng đã luôn, tôi sợ nước hoa của bà. Cái gì đó, cái chị Tiên Nguyễn ơi, Nhi không đọc ra cái gì đúng không chị Tiên Nguyễn ơi. Không ngờ bà bán nước hoa. Trời, em không đọc được chị Tiên Nguyễn cái gì luôn á. Chị Tiên Nguyễn có nghĩa là nó bị cái gì? Nước hoa của bà xịt vô phòng đã luôn. Vô phòng tôi nghe bà nói hay nên kêu em gái qua nhà bà mua vậy. Mà bà cho em tôi nước hoa gì mà xịt vô phòng đã luôn. Em không hiểu luôn á chị Tiên ơi. Em không đọc ra luôn á chị Tiên. Ý của chị Tiên là gì ta? Ý là nước hoa của em nó bị cái gì? Tôi sợ. Chị Tiên ơi, chị đang bán vốn em hay sao vậy? Nó bị cái gì chị gái? Chị comment rõ ra đi, nó bị cái gì? Em không hiểu luôn nè. Em không đọc được, chị ghi có dấu đi, em đọc em không đọc được. Ý là nước hoa của em nó bị gì? Nó pha nước, pha cồn, hàng giả hay là bị gì? Hả chị gái? Rồi bây giờ chị nào à? Burberry mùi sao nha. Rồi ok chị Thùy Dung Nguyễn ơi, Burberry là mùi rất là nhẹ nha chị Thùy Dung. Có nghĩa là thí dụ như cái chai Natty Serum này đi, thì nó lại là một cái mùi phấn nồng nàn, đậm đà, quyến rũ, độ tỏa hương bay xa và thơm rất là dai. Còn đối với lại má Burberry á, thì nó lại là một cái tông rất là nhẹ. Có nghĩa là nó là một cái mùi hương nhẹ nhàng, thơm sang, thanh mát và hương Việt Kiều. Nó cũng là chung với cái hương Việt Kiều với lại chung với cái tông Coco Melissa và Gucci đỏ. Đó, My Burberry nó là một cái mùi rất là nhẹ. Thực chất nó là một cái mùi rất là nhẹ. Và cái hương chủ đạo của My Burberry là mùi cam quýt á chị gái. Trái cam á, trái cam với quýt á. Hương trái cây cam quýt, hương hoa cỏ đó. Nó nhẹ nhàng, nó thơm sang, nó thanh mát. Và cái điều đặc biệt là tuy là nó nhẹ nhưng mà nó thuộc nồng độ eau de parfum, cho nên nó thơm rất là dai, chị yên tâm. Đó, đối với bản thân Nhi rất là thích cái chai My Burberry này. My Burberry này thì nó được ra mắt là 2017, năm 2017, rất là thơm. Thật sự cái nhà My Burberry thì như chị thích My Burberry Blue ok nhất, chị thấy nó rất là ok. Còn thí dụ như cái chai My Burberry màu đen đúng không, Black ấy, Black màu đen á thì nó quá ngọt, còn cái chai vẫy kim tuyến thì nó quá nhẹ. Nhưng mà riêng với cái chai My Burberry Blue này, khi mà nó được ra mắt thì nó được cái người tiêu dùng đón nhận rất là cao, tại vì thật sự nó nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là sang, nhẹ nhàng sang, thanh mát, tao nhã mà lại thơm rất là dai. Rồi 12ml của My Burberry là 390.000, mà em đang tri ân có 370.000 à chị gái ơi. 390.000 mà em đang tri ân chỉ có 370.000 thôi chị gái. Nha, chị nào lấy thì báo ngay nha. Rồi bây giờ chị nào trong cái quá trình live stream nè, chị nào cần một cái mùi hương như thế nào thì mọi người cứ comment.